Xin kính chào quý cô bác, anh chị và tất cả các bạn đến với nội dung tiếp theo trên kênh Bản Sắc Dân Tộc nhé. Khả năng là buổi chiều ngày hôm nay thì mấy anh em chát xong cái phần trong nhà vệ sinh cũng như là nhà bếp quý vị. Còn cái ở trong nền nhà thì buổi chiều chắc là mấy anh em cũng tiếp tục là lát gạch hoa, ốp cái chân tường nữa quý vị. Chân tường cái loại mình mua cái loại nó ngắn ngắn, thấp thấp ấy quý vị. Còn cái phần bên trên này thì mấy anh em mình nhìn thấy thì đã chát nó cũng gần xong phía bên trên rồi. Còn cái nửa bên dưới thôi quý vị. Đây là sáng mai chắc là mấy anh em bắt đầu chuẩn bị lợp, lợp mái đấy quý vị. Buổi sáng mai hoặc là tối nay, nếu mà kịp thì sớm thì là chiều tối, còn không là để sáng mai mấy anh em bắt đầu mới lợp nhá quý vị nhé. Cái này là cao 15 hay bao nhiêu nhỉ anh nhỉ? Này chắc 15. 15 nhỉ? Này. Này à? 15. Này. Cao khá cao mà nhỉ? Khoảng 12 gì đấy. Vào mang cái xi trắng à anh? Vâng, sáng mai em mang vào sớm. Tí về phải mua luôn đấy, không mang treo xe luôn không mai quên. Treo xe luôn không mai mà quên. Lâu lúc hay thế mà. Cái này ốp được cái mấy cái chỗ nào mà lát xong mới ốp được cái chân lên phải không anh? Chỗ nào? Mấy cái này ốp được chưa? Cái chỗ bên này. Bên kia chưa ốp được, ốp được xong rồi. Đây mình chỉ phải ốp cái này nó. Có cái chỗ nào mà nó nên xong. Vào nhìn sang phết nhờ. Nhà này bác Phứ sau này có điều kiện sơn lên phong cái là nhìn quá sáng luôn. Đang chờ điện chờ máy nổ đâm ra không làm gì được. Phải ốp làm bằng nào ốp bằng đấy trước, tại vì là cái này là thì
cái chỗ đang là chưa mình chưa lát được cái chỗ này ấy, quý vị. Sau này còn cắt đi, đợi máy nổ về mới cắt được. Ui mà thế nhỉ, chỗ này mà lau sạch đi tối ra đây ngủ luôn này anh ngủ ấy. Tối ngủ lau sạch sẽ sẽ đi, tối ra ngủ luôn đây này, mát đây này. Vậy là đã ốp xong mấy cái chân tường này quý vị. Đang mấy anh em thợ tí nữa đo. Đo xong là lấy đi cắt. Lấy đi cắt nhờ trước. Sẽ khoảng 1-2 hôm nữa bắt đầu mới thuê máy về được nha quý vị nhé. Lại chịu khó chạy vậy. Thế là xong chân tường quý vị, còn đợi anh em đo xong lấy đi cắt thôi. Cắt ở cái người ta máy, người ta ở làm một cái công trình đấy. Tính thuê cái máy đấy lên nhưng mà cái công trình đấy người ta lại đang vướng cái đội người ta làm, thành ra là thuê rất là khó luôn. Đang không biết là tính toán là thuê ở ngoài huyện thì hôm nọ tìm cũng không thấy, không hơi có, toàn cái máy cỡ to thôi. Còn máy bé thì hầu như là hiếm. Máy cỡ to đâm ra cái máy đấy thuê nó đắt tiền mà lại vận chuyển đi nó cũng khó. Có cái loại phát điện tay kia thì nó dễ hơn. Cái phát điện bé bé, cái loại mấy ký quý vị. Loại đấy thì còn tầm nặng 4-50 cân hay gì gì đấy, khoảng đấy. Hai người bê được, loại đấy xe máy đèo đi được. Nhưng mà mình cũng ở ngoài hiện để thuê nhưng mà người ta không có để cho thuê. Toàn đồ mới thôi quý vị. Đấy đâm ra là nó rất là khó luôn vào những cái bản không điện như thế này. Đang chuẩn bị đo trước quý vị, đo trước tí nữa mới lấy đi cắt. Cái này kích thước như nhau sao phải không anh? Lúc sáng nay đo ướm là như nhau nhỉ? Đúng cái vạch đen kia cũng được đấy, đúng cái vạch đen này luôn, đúng không? Đúng cái vạch này để đúng. Nó hở đi. Ừ. Nhưng mà mình phải... vạch đen lùi vào bên trong. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. 8 miếng. Rồi, nó ít tiểu. Được. Nếu mà được, nó không cắt đi nhau hết.
Nhìn nhau hết thì ngon nhờ. Nhìn nhau hết mà. Hôm nay quá nhìn nhau hết. Nếp mang tấm này đi cắt. Cho nó nấu được rồi. Xem nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 miếng. 7 miếng là kia, còn từ đây sang đấy nữa. 7 miếng là 5 miếng. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bên này phải... Đây là phủ rồi. Cái đấy vuông mà. Gạch vuông mà, 40-40 mà. Đi vuông mà, gì mà. Mình đi hơi, chú kỳ đi, mình đi kỳ đi. Xem đi tí được. Xem đi tầm phân nhờ. Thế mới cày. Tưởng nó xịt ra phân nữa đẹp không nhờ. Bây giờ mấy anh em chuẩn bị vác gạch lên xe rùa quý vị. Khuôn gạch lên xe rùa để đẩy đi đi cắt ở cái công trình dưới người ta. Tại vì là số lượng ít này. Vì cả mình cũng vừa hỏi người ta xem là cái máy rảnh chưa để thuê về ngay. Thì họ bảo là họ đang làm công trình, chưa thể thuê ngay được. Đấy rất là khó. Ở khu vực đây thì không có chỗ nào cho thuê. Mà thị trấn thì họ cũng không có. Toàn cái máy cỡ lớn. Là máy cỡ lớn vào thì nó vận chuyển nó xa này. Với cả thuê nó đắt này. Thật ra mình không thể thuê được cái máy cỡ lớn này. Thì thuê cái máy nổ ở ngay dưới này thôi. Nhưng mà phải chịu khó mình đẩy đi, mình cắt luôn tại chỗ quý vị. Có trâu nó không có cày. đi đi, mấy anh em đi đi. Cái công trình phía bên dưới này ấy, thì là họ cách khoảng tầm hơn 100 mét, tầm 200 mét gì đấy quý vị, khoảng 200 mét. Thanh niên đi xe nhanh thế. Kìa quý vị, trước mặt kia là cái công trình của gia đình khác, họ đang làm ở kia. Thì họ có máy nổ ấy quý vị. Công trình móng này mới vĩ đại này. Chú bà móng này từ sâu 1m2 quý vị. Móng này móng sâu 1m2 này. Công trình quá vĩ đại luôn. Nhà cấp 4 như này là quá khủng khiếp luôn quý vị. Móng này là sâu 1m2, rộng 60 ở phía chân bên dưới. Còn cái này đổ rằng đây quý vị. Chân này chân quá kinh khủng luôn. Đây như quý vị mình cho xem cái móng bên này này. Ở đây hầm bể phốt sao phải không? Cái này hầm bể phốt à chú? À đây à. Chân móng này sẽ đặc đá luôn này. Cái này là sâu bao nhiêu chú? Mét mấy? Thế hôm nọ dơ nó bảo là sâu 1m2 hay 1m5 gì ấy nhỉ?
Máu này kinh khủng không anh nhủ? Máu này mình khiếp này. Đây này quý vị này. Vàng đổ 30 phân. 35 phân ấy. Kinh khủng. Ở dưới đáy chân lên là 1.2 m nữa. Cộng cái này phải tầm 1.5 m. Hôm nọ mình rộng 60 phân. Hôm nọ thỏi dơ nó bảo giờ sâu 1.2 m. Cái răng này phải đổ 30 phân cái răng ấy nhỉ. Đây này. Răng này cao chả 30 phân gì. À đây đây là cái khác rồi. Đây à. À. À đánh cốt nó không xem video này là không thăng bằng là... Rồi rồi. Con đã có nó nghe tí chứ. Cái nhà rộng quay tầm 6-70 m gì đấy. Tất tần tật. 70 m² hay 80 m² gì đấy. Nhưng mà khá là cao. À khá là rộng. Nhà tự làm, không thuê thợ à chú? Có thuê ai làm nhiều không? Không, không có tiền thôi. Khác làm à? Khác làm thế thợ thất nghiệp. Khác làm này thợ lấy ra việc làm. Chân này. Cái này là hình như là bếp với nhà vệ sinh à? Sợ nhà rộng. Cái này rộng phải 7-80 m² mất. Đá học này là hôm nọ thế giờ nó bảo là bao nhiêu khối nhỉ? Mấy chục khối rồi. Hôm nọ thế bảo 30 khối hay bao nhiêu khối đấy. Nhiều mà. Chơi chân móng lên. Đây quý vị, đây là cái đầu nổ đây này. Máy phát điện ở đây, mình hỏi em nó rồi, với cả vừa là mình vừa hỏi chú xong. Nhưng mà hiện tại bây giờ thằng em hôm nọ mình lên đây em nó mở cho thì em nó không, bây giờ hiện tại không có nhà. Em nó đi công việc ấy. Nên là em là sự xuống tự nổ. Vặn ra đi, vặn ra xem đi. Còn mà. Nọ mới mua cho nó can mấy lít. Hết à? Có. Có. Nọ em mua can 5 lít cho chưa dùng mà. Anh biết sử dụng đấy. Thế à? Ờ. Mày mòn thì biết khởi động trước xem có ra gì không à. Khởi động trước xem có thể hiện ra gì không. Đầu này nhẹ mà. Sợ cái loại 15 kia. Đầu 12 phải không anh? Đầu 8. Đầu 8 à. Trên xây ở trên kia cũng dùng cái máy này sắt bột đấy. Sắt máy này để nghiền bột đá. Bữa. À cái đây cái máy trộn vừa đây gì? Có gì đấy đâu, có bảo, có bảo.
cuối cùng. Ừ. Trong cuối cùng. Cắt này, cắt này. Đấy. Bỏ lại bỏ. Bỏ lại, bỏ lại kẻ này. À, vô chi tiền lại. Ngon. Bé bé thôi, to quá. Cô chơi trò cầu à, lai à? Chơi trò cầu à, chị tao à? Chú Ngọc ở đây nhá. Vâng, à, đem gì? Đi bọn nó ra cắt. À, còn cắt nữa? Ừ. Cắt nữa thì mấy anh em muốn tự cắt không được à? Ừ. À, em đây lại chờ. Sao lại không được? Chúng cho ai này. Cắt một cái gì chia mà về mà tao cắt tất chia thôi. Đi thì cũng mẹ ta cái vô trăn mà trăn nó không thì không phải đốt giá đó ta cái này không tù thế mà này vừa rồi tao lau mà lau được phải bao nhiêu không đi tao dùng đã luôn bao nhiêu tao này nên chơi cho cả cái quần này
Ờ của em đây. Ê quay thằng cứ đẩy xe. Mấy anh em vừa cắt xong quý vị, bây giờ đang lấy về để ốp nốt, lát nốt cái phần ở trong buồng ngủ ấy. Đi lại này hơi mất công một chút. Đây cái máy kia to với cả người ta làm công trình ấy, không thể lấy về được. Sau này mà mấy hôm nữa bắn cái máy tôn không biết là làm thế nào đây. Máy tôn kia làm nếu mà buổi sáng không mới xong anh. Máy tôn bán gì? Máy bắn máy tôn đi. Nếu buổi sáng xong mình xem giờ nó nếu buổi sáng không làm bảo nó nghỉ buổi nhờ. Mình khênh máy lên. Máy nổ máy phát đây này. À, cái máy của Vĩnh bắn được mà. Ừ. Cái đấy dùng được. Dùng được máy đấy không? 1-2 ngày nên mà giá hết tiền. Ờ đúng rồi. Tay ca. Mỏi tay. Lên tốc này. Lên tốc nó chùn chân. Khoảng 200 mét nhờ. Hơn 200 mét. 200-300 mét nhưng toàn lên dốc thôi. Lúc trở về toàn lên dốc. Mỏi á. Chùn chân. Hai ông béo đẩy cho nó khỏe, cho giảm béo. Tập thể hình miễn phí luôn. Đây là công trình nhà đấy thôi. Từ từ tối xong được không? Nhà trong nhà bếp này. Không. Không xong không nghỉ à? Không xong chắc không xong thì đèn lắm này mà không nghỉ. Trời đang khô thì mình. Anh nói cũng phải à? Thế là từ giờ đến tối thì mấy anh em cũng cố gắng là xong cái phần chát trong nhà bếp nhà vệ sinh quý vị. Em xong ấy, có bước này thôi. Là ai xong trước được nghỉ trước à? Xong em nghỉ. Trong này ốp gạch rồi. Ốp gạch bên dưới là mình làm sơ sơ thôi. Đúng rồi. Chiếu trên thôi. Phía bên dưới này là sao còn ốp gạch quý vị ạ, ốp gạch chân tường ấy, nhà vệ sinh lên, chủ yếu làm đẹp bên trên thôi, bên dưới này làm cắn phẳng là được. Ô thế thì thoải mái xong nhờ, từ bên tối ấy. Còn bên này đã thoải mái xong. Bây giờ cũng tầm chiều tối hơn 5 giờ chiều quý vị. Mấy anh em cũng từ giờ đến tối chắc là cũng tranh thủ lát hết chỗ gạch vừa lấy vừa đi cắt về đây này. Đấy thì là cũng đến tối rồi. Thì từ giờ đến tối thì anh em cũng chỉ ốp lát gạch thôi. Đâm ra cũng không có cái gì mới để chia sẻ cho quý vị nữa. Còn phía bên trong nhà tắm cũng như là nhà vệ sinh thì anh em cũng cố gắng từ giờ đến tối là cũng chát hết đấy. Đấy. Thế sáng mai là lợp nhà bếp sớm mà anh Hùng. Sáng mai lợp nhà bếp sớm chứ. Vào có kịp không nhờ? Mấy giờ bọn anh làm đấy? 6 giờ. 6 giờ làm vào đến nơi xong rồi. Thank you.
Thôi chắc có lẽ mình cũng xin khép cái clip mình tại đây nha quý vị. Mình còn đi về ngoài thị trấn, đường về nó cũng khá là xa ấy. Từ đây mình về nó phải hơn một tiếng đồng hồ, mình về đến nhà chắc phải tầm 6:30, 7 giờ gì đấy. Đấy, cho nên là ở đây cũng không có cái gì mới mẻ chia sẻ cho quý vị xem nữa. Thì có gì mai vào mình sẽ lại tiếp tục chia sẻ cho quý vị xem nhé. Thôi xin chào, hẹn gặp lại quý vị ở những cái video tiếp theo nhé.